Thì đây là đường tỉnh 824 nha các bác. Thì trên thủ đang ở khu vực này ấy, thì tôi giới thiệu cho các bác một cái khu dân cư. Đó là cái khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên, một trong những cái khu dân cư cũng rất là nổi tiếng. Đấy, hôm nay tôi cũng định đi quay cái thằng Cát Tường Phú Sinh luôn. Thì tới thằng Cát Tường Phú Nguyên này thì tôi rẽ vào xíu. Đây, Cát Tường Phú Nguyên Residence. Thì khu vực này là nó là khá là giáp Bình Chánh. Nói chung cũng là khá là gần Bình Chánh đấy. Cách khoảng 3-4 cây gì đấy. Ủa sao chỗ này nó làm nhỏ ta? Nó ghi khu đô thị mình nghe hoành tráng lắm. Chạy vào đây thấy đường cụt không ạ? Lạ ta. Đây toàn nhà. Ô. Nhầm đường. Chỗ này giống nhà công nhân nhỉ? Ủa sao nó nhỏ vậy ta? Hay là đi lộn đường rồi? Em đi qua phía bên này. Nhìn cái khu đô thị hoành tráng thật. Đi vào thấy như hệt loại xuống lầu. À chắc bên này này. Thì chất đấy là tôi chạy vào những khu như này ấy là vì là có quá nhiều bác yêu cầu tôi là đi quay khu dân cư Cát Tường Phú Sinh. Thì lát nữa tôi mới chạy qua bên khu bên đấy. Thì tôi không biết là khu bên đấy nó có đẹp không, nó như thế nào, nhưng mà do các bác yêu cầu quá nhiều cho nên tôi cố gắng sắp xếp thời gian để mà tôi chạy để mà quay và phục vụ cho các bác xem. Đấy, nhưng mà cái khu Phú Sinh này vừa mới vào thì nhìn hơi chán rồi đấy. Vì nhìn nó quy hoạch nó đường xá giống như đường hẻm ấy. Nó không có thẳng góc đôi hết à. Chung là loạn xạ lên. Hy vọng là xuống dưới này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây có cái nhà vườn siêu đẹp luôn này. Ở đây nó xây đường xá buồn cười nhỉ. Tôi thấy nó hơi buồn cười đấy. Xây nó kiểu như thế này thì tương lai mà nhà lên nhiều ấy thì xấu lắm. Nhưng mà được cái đường xá đây nó làm rất là đàng hoàng, rất là sạch sẽ, gọn gàng. Cho nên thấy người ta ở cũng nhiều đấy. Đất đây chắc nó rẻ cho nên là mấy cái dự án của thằng Cát Tường này chắc là rẻ. Cho nên người ta mua nhiều phết đấy. À, nó đến đây rồi này. Đến đây là hết. Cát Tường này hình như là cái công ty nó thuộc của Long An các bác ạ, chứ không phải của Sài Gòn đâu nhá. Cho nên nó cũng được nhiều ưu đãi từ chính quyền. Giá đất của những cái dự án ở đây thì tôi thấy rằng là cũng rẻ. 150 mét là chỉ có 200 mấy triệu. 150 mét nhé, là chỉ có 200 mấy triệu. Thì rất là rẻ, tôi không đắt. Đây có cái công viên nhỏ nhỏ này. Đó, con chó như giống con chó nhà tôi. Dễ thương. Đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết khu dân cư, đô thị, thương mại, dịch vụ Cát Tường, Phú Nguyên nó là như thế. Phú Nguyên thì nhìn thì nãy thấy cũng sinh động đấy. Nói chung là thấy có nhiều người mua, có nhiều người ở. Thì tôi nghĩ rằng là chắc là thằng Phú Sinh chắc cũng được nhiều người ở đấy. Nhưng mà đáng tiếc thì khu này thì chỉ gọi là khu dân cư thôi, chứ gọi khu đô thị thì nó hơi quá đáng. Thực sự nó như thế. Gọi khu dân cư thì đúng hơn đúng không? Đây người ta đặt tên khu đô thị thì nó Cát Tường Phú Nguyên Residence. Thôi bây giờ về phía dưới này thôi.
Đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết khu dân cư này nó là như thế nhá. Thì bác nào có nhu cầu đầu tư mua ở gì đấy thì các bác có thể xem video này. Còn nếu mà thích thì các bác cứ ghé về cái khu này để mà các bác xem. Rồi, các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nha các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều.